Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh youtube đồ gỗ hiền lành. Vâng và trong video hôm nay cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành uh, chia sẻ tới quý khách hàng quy trình làm về hoành phi câu đối. Chỉ trên màn hình các bạn đang xem người thợ chúng tôi đang uh, nạo gọt những cái phần cốn keo cuối cùng còn lại để được một cái sản phẩm hoàn thiện sau khi gắn xong thì chúng tôi sẽ giáp lại các cái đầu góc để cho nó bén được uh, bén sát đây là bước hoành phi được làm từ chất liệu gỗ hương đá gỗ hương đá này nhập khẩu từ nam phi có cái giá thành rất là cao cao hơn các cái bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ gụ và gỗ hương ba đúc gỗ hương ba đúc hay còn gọi là gỗ hương huyết thì video này đang được quay trực tiếp tại xưởng làm hoành phi câu đối của chúng tôi còn rất nhiều các cái phôi ván và các cái phần khuôn đang đợi để lắp cho tất cả các cái khách hàng kỹ tính nhất trên thị trường hiện nay chúng tôi làm sạch cả từ đằng sau ra đằng trước để cho quý vị yên tâm thì tôi sẽ chia sẻ trong video clip này trong các video clip trước thì tôi giới thiệu rất nhiều các quy trình rồi thì quý vị có thể đăng ký kênh để có thể tiện theo dõi hơn khi gắn bốn đầu góc vào với nhau thì các cái phần cố nó sẽ ra bên ngoài một chút thì sau đó chúng tôi sẽ nạo gọt cẩn thận để cho nó bén sắc hơn bước khoản vi này có kích thước là dài 1m97 và chiều rộng là 67 toàn bộ ván bên trong là dày 3 phân tức là 3.0cm được thiết kế thêm một chiếc cuốn thư bên trong và chạm ba chữ nho đó là Đức Lưu Quang chữ Hán Nôm chúng ta sẽ đọc từ bên phải sang còn nếu chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang và sau khi chúng ta làm bén các cái mặt trước thì chúng ta sẽ quay sang làm sạch các cái mặt sau và gỗ hương đá này đặc điểm của nó là rất là lắm vân sau khi trả sạch tất cả các cái khung ván ở đằng sau thì chúng tôi sẽ cho đóng tiếp đó là ba chiếc thang én để giữ cho các cái ván không bị cong vênh không bị mo trong các cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như ở Việt Nam hiện nay đó là hành khô với kích thước 1m97 thì chúng ta sẽ lắp 3 thang én và nếu là kích thước 2m17 thì chúng ta sẽ lắp 5 thang én để cho cái độ chịu lực nó được tốt hơn và với cái phần khuôn tranh dày 7 phân to 10 và bản ván là dày 3 phân liền tấm liền khối không ghép và trên mình các bạn đang xem đó là chúng tôi đang đóng các cái thang én để giữ cho độ ván không bị cong vênh lên trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt để cho quý khách được yên tâm hơn khi quý khách không về xem thực tế quý khách có thể xem qua các cái video clip của chúng tôi cơ sở cập nhật liên tục các cái mẫu mã mới nhất cho quý khách hàng tham khảo cũng như về các cái quy trình cơ sở gỗ online làm cơ sở sản xuất trực tiếp không qua trung gian không can thiệp quảng cáo google adsense không chạy quảng cáo sale toàn bộ lượt tương tác là đến tự nhiên cũng như các cái lượt xem là những khách hàng yếu tố cũng như các khách hàng đã mua và dùng các cái sản phẩm của đồ gỗ đồ thời nay tin tưởng theo dõi trong suốt thời gian vừa qua và cũng cảm ơn tất cả các quý khách hàng mới đang xem và đang theo dõi và muốn sắm các cái bộ hoành phi câu đối cho gia đình thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 88 hoặc 0985 226684. Cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm hoành phi câu đối cũng như cuốn thư các cái vật phẩm đồ thờ cúng bằng tâm linh có liên quan. Các cái video sẽ được tổng hợp ở phía dưới phần mô tả và cũng như các cái danh sách phát sẽ được tạo trên YouTube tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh khi quý khách mua bộ sản phẩm hoành phi lồng cuốn thư quý khách sẽ được dùng hai trong một đó là vừa hoành phi vừa cuốn thư quý khách sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn quý khách ưng mẫu mã quý khách hãy chụp lại màn hình và gửi về cho zalo 0986883349 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm kích thước của bức hoành phi này chuẩn phong thủy là dài 1m97 chiều rộng 67 ván dày 3 phân và xung quanh có các cái chữ công chạy rất là đều và đẹp mẫu hành phi câu đối này cũng là mẫu bán chạy nhất năm 2020 và sang năm 2021 thì chúng tôi rõ cho, cho ra hàng loạt các cái sản phẩm như này để đáp ứng tới cái thị trường tiêu dùng ngày càng cao cũng như là tất cả các cái cửa hàng bán sỉ bán lẻ trên toàn quốc được nhập với cái giá ưu đãi nhất cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các cái video clip của chúng tôi tại địa chỉ kênh youtube đồ gỗ yên lanh quý khách có thể xem thêm và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo